có câu lòng tham vô đáy. Đánh vào tâm lý này, một nhóm đối tượng dựng lên kịch bản lừa đảo cực kỳ tinh vi theo 5 bước. Vì tin vào những lời quảng cáo đường mật, nhiều bị hại từ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước nhắm mắt đưa chân mà sa vào chiếc bẫy lừa. 8 đối tượng trong đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao vừa bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Không một ai có bằng cấp về công nghệ thông tin, nhưng tất cả xây dựng kế hoạch lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước. Cầm đầu là Lê Hùng Công, 35 tuổi và Ngô Thị Thu Hiền, 23 tuổi. Công dựng sẵn kịch bản các bước để lừa đảo bị hại rồi hướng dẫn cho từng người trong đường dây thực hiện việc chiếm đoạt tài sản. Trước tiên, các đối tượng đăng bài ở các hội nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại sang. Sau đó dùng nhiều tài khoản ảo để nhắn tin với những người vào bình luận, kèm lời hứa tặng quà, hướng dẫn cách nhận thưởng. Lang thang trên Facebook thì thấy mọi người lừa đảo được thì em nghĩ mình cũng sẽ lừa đảo được nên là em nghiên cứu kịch bản và hợp tác cùng các bạn trong nhóm để đi lừa đảo. Không có sự chia chác trong chung mà chỉ có tỷ lệ chia riêng là hợp tác, ai lừa được thì được hưởng 60%, còn em còn phải trả em 40%. Khi nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nộp phí xuất hóa đơn là 200.000 đồng, sau đó lại tiếp tục đến các loại thuế, phí khác từ 500.000 tới 6 triệu đồng. Sau khi các đối tượng lấy được tiền hoặc thẻ nạp điện thoại thì Công và các đối tượng chặn sóng, cắt liên lạc. Người ta yêu cầu em làm thủ tục 200.000, nộp 200.000 để mà xuất hóa đơn ấy. Em nghe theo, yêu cầu em chuyển tiếp 500.000 để xác nhận thông tin khách hàng. Lần thứ ba là người ta yêu cầu em chuyển 1,5 triệu để bảo hành đơn hàng có giá trị cao ấy ạ. Thì người ta lại tiếp tục yêu cầu em chuyển 4 triệu. Em có nghi ngờ nên là em không chuyển nữa. Và em yêu cầu người ta phải hoàn lại số tiền mà em đã chuyển. Người ta chặn hết thông tin liên lạc của em không liên lạc được với nhóm đấy nữa. Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này không có gì là quá tinh vi. Thậm chí đối tượng cầm đầu mới chỉ học hết lớp 12, chưa có quá nhiều kiến thức về công nghệ thông tin. Mà cái phương thức này chủ yếu là nhắn tin cho các bị hại là những thành phần học sinh, sinh viên, nhẹ dạ cả tin. Theo cơ quan chức năng, có những bị hại thực hiện đủ 5 bước đóng tiền mà đường dây lừa đảo này dạch ra. Kết quả, điện thoại đâu không thấy, chỉ thấy hàng chục triệu đồng cuốn theo chiều gió.